Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử Win, sự nghiệp ca hát thành công, tình duyên nhiều chú ý. Win là nam ca sĩ, từng nằm trong mảnh ghép của nhóm nhạc 365. Sau khi nhóm nhạc tan giã, Win có những bước đi thành công. Trong cả sự nghiệp ca hát lẫn diễn xuất, những bản nhạc nổi bật của anh được nhiều người đón nhận như Tận Cùng Của Nỗi Nhớ, Do Em, Do Anh, Do Ai. Bên cạnh đó, vấn đề tình cảm của nam ca sĩ cũng là điểm thu hút sự chú ý của công chúng vì tình sử của anh chàng gắn với kha khá người đẹp trẻ tuổi. Tiểu sử ca sĩ Win. Tên thật: Nguyễn Tuấn Anh. Năm sinh: 27 tháng 11 năm 1989. Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ phim nổi bật: Dạ Cổ Hoài Lang, Em Chưa 18, Tấm Cám, Chuyện Chưa Kể. Tình sử sớm nở chóng tàn. Bên cạnh các hát girl, người nổi tiếng, 4 năm trước, Win bị bắt gặp hẹn hò cùng hát girl Hà Thành, Quỳnh Anh Xin. Khi ấy cô mới 19 tuổi, ai cũng biết rằng đó mối tình đẹp. Thời điểm đó, Quỳnh Anh Xin chia tay Bê Trần trong âm thầm, thì chẳng lâu sau bị phát hiện đang hẹn hò với Win. Cả ba người đều là những người đang rất nổi tiếng, cộng thêm mối tình lùm xùm này diễn ra làm dân tình bàn tán xôi trào. Nhưng lúc ấy, người yêu vẫn luôn đứng bên cạnh, âm thầm bảo vệ người yêu, sau các ồn ào với tình cũ. Nhưng mối tình đẹp đến đâu cũng đi đến kết thúc, và bất ngờ hơn là việc chia tay này lại càng ồn ào hơn hẳn, mối tình mà hot girl này trải qua. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như Win không nói rằng yêu Quỳnh Anh Xin là sai lầm. Đúng là không có gì phủ bằng người yêu cũ mà. Nối tiếp tình sự của Win, đó chính là nữ diễn viên Kai Ti Nguyễn. Bén duyên khi cùng hợp tác chung trong bộ phim Em Chưa 18, thậm chí Kai Ti còn xuất hiện trong MV của Win, khiến ai cũng bàn tán xôn xao. Dù chuyện gì cũng đến, sau thời gian dài, cả hai không còn tương tác với nhau như trước đây, chính là dấu hiệu cho sự nguội lạnh của một mối quan hệ. Khi những câu hỏi đổ dồn vào Win, thì anh cho hay, chúng tôi có phải là một cặp đôi đâu mà chia tay. Trước đây, tôi nói mình và Kai Ti đang tìm hiểu, nhưng theo nghĩa bạn bè, làm bạn cũng cần tìm hiểu mà. Một khi tiếp nhận một ai đó bước vào cuộc đời mình với một tư cách nào đó, thì tôi cũng phải biết họ có hợp với mình hay không. Sau khi phủ nhận mối quan hệ với Kai Ti chưa lâu, cộng đồng mạng lại một fan bất ngờ khi thấy Win sánh vai cùng hot girl An Vi đi xem phim. Chưa hết, An Vi còn xuất hiện trong MV Tận Cùng Nỗi Nhớ của Win. Mới đây nhất, Win tiếp tục dính tin đồn hẹn hò cùng hot girl Thị Phi Linh Ca. Cụ thể, dân tình đã phát hiện cả hai không hẹn mà du lịch Singapore. Mặc dù cả hai vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này, nhưng đây đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi. Những người yêu và bạn gái tin đồn của Win toàn là những cô gái, kẻ tám lạng, người nửa cân về nhan sắc, ai cũng có mức độ nổi tiếng đình đám, và toàn là những người trong showbiz từng hợp tác với anh. Xem ra cựu thành viên nhóm 365 là một anh chàng đào hoa đấy chứ. Con đường sự nghiệp của Win. Win là giọng ca chính với quãng giọng tenor, giọng nam cao của 365 Japan, nên khi nhóm chính thức tan giã vào cuối tháng 7 năm 2016, nhiều người cho rằng, ngoại trừ X-Sat là thành viên đang nổi đình đám vào thời điểm đó, thì Win là cái tên thứ hai được trao niềm tin sẽ làm nên chuyện. Giữa lúc khán giả đều chắc mẩm rằng anh chàng sẽ ngay lập tức cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc theo đúng sở trường, thì Win lại ngược dòng dư luận để tham gia vào một dự án phim điện ảnh bên cạnh Trấn Thành và An Nguy. Vai nam thứ của Win trong Chờ Em Đến Ngày Mai, dù không phải quá xuất sắc, nhưng nét diễn hồn nhiên, có chút hõm hỉnh của anh chàng, được giới chuyên môn đánh giá là vừa sức, cũng như có thể trông đợi nhiều hơn trong tương lai. Có lẽ từ bàn đạp này, cựu thành viên nhóm 365 trở nên tự tin hơn, để thử sức với nhiều dự án màn ảnh dòng khác. Tháng 3 năm 2017, công chúng lại tiếp tục được dịp xem Win xuất hiện tại một vai nhỏ trong Dạ Cổ Hoài Lang, bên cạnh nhiều tên tuổi đình đám như Hoài Linh, Chí Tài. Vốn là một đề tài mang nhiều màu sắc chính kịch, kể về nỗi niềm của những người con xa xứ lúc tuổi xế chiều, vai diễn Chí Tài lúc còn trẻ trong phim của Win là một nét vui hiếm hoi, mang lại tiếng cười cho khán giả giữa một không gian trắng xóa nhúng màu buồn bã mà phim mang lại. Vẫn là tuyến nhân vật hay cười đùa tếu táo và có chút ngông cuồng, thế nhưng ở sản phẩm này, nếu quan sát kỹ, có thể dễ dàng nhận thấy cách diễn của Win đã trở nên tiết chế hơn. Thừa thắng xông lên, cuối tháng 4 năm 2017, Win tiếp tục sánh vai cùng Kiều Minh Tuấn, Kai Ti Nguyễn, Châu Bùi trong dự án Em Chưa 18. Tại thời điểm của bài viết này, công chúng đều biết Em Chưa 18 là phim điện ảnh khuynh đảo phòng vé Việt năm 2017, khi thu về sắp xỉ 180 tỷ đồng. Ở một khía cạnh khác, tại mặt trận âm nhạc, trong năm 2017, Win ra mắt hai music video cách nhau vỏn vẹn một tháng. Nơi Ta Chờ Em và Khi Ta Có Nhau là hai sản phẩm có nhịp điệu nhanh, với nội dung đơn thuần là những lời bày tỏ của một chàng trai dành cho cô gái mà anh ta yêu. Nữ chính của cả hai MV cũng là nữ chính của Em Chưa 18, Kai Ti Nguyễn.
Ekip cho biết đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là sự sắp đặt có chủ đích, để có thể sau chuỗi hai MV thành một câu chuyện xuyên suốt. Tháng 12 vừa qua, Win vừa giới thiệu đến công chúng sản phẩm âm nhạc tiếp theo có tên Hai Thế Giới, sau gần nửa năm án binh bất động. Năm 2017 của Win không thực sự quá bận rộn như những đồng đội cũ, thế nhưng với công chúng, như thế là chừng mực và đủ ấn tượng. Gần đây nhất, Win tham gia bộ phim Cây Táo Nở Hoa với vai Sở Khanh. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.